Đang ăn cơm. 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 Đang đi. Đang đi. Đang đi. Đang đi. Đang đi. Đang đi. Đang đến trường. 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 Đang nói. Đang nói. Đang nói. Đang nói. Đang nói. Đang nói. Đang yêu. Đang yêu. Đang yêu. Đang yêu. Đang yêu. Đang yêu. Đang bận. Đang bận. Đang bận. Đang bận. Đang bận. Đang bận. Đang lo lắng. 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 Đang vui. Đang vui. Đang vui. Đang vui. Đang vui. Đang vui. Đang mệt. Đang mệt. Đang mệt. Đang mệt. Đang mệt. Đang mệt. Bây giờ đang ở nhà. 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 Bây giờ đang ở nhà.
Bây giờ đang ở nhà. Khi đó tôi đã không biết. 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 Khi đó Tôi đã gặp diễn viên. tôi đã gặp diễn viên. Tôi đã gặp diễn viên. Khi đó tôi đã gặp diễn viên. Khi đó Tôi đã gặp diễn viên. tôi đã gặp diễn viên. Hai năm trước tôi đã yêu cô ấy. 2 năm trước, tôi đã yêu cô ấy. Hai năm trước tôi đã yêu cô ấy. 2 năm trước, tôi đã yêu cô ấy. Hai năm trước tôi đã yêu cô ấy. 2 năm trước, tôi đã yêu cô ấy. Hôm qua tôi đã hỏi bạn gái. 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 Đang làm gì đấy? 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 Đang đi đâu 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 đấy? Bây giờ đang ở 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 đâu đấy? Ai đang làm việc? 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 Ai đang làm việc?
Bây giờ ai đang ở công ty? 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 Đang bận à? 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 Đang hẹn hò với ai? 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 Hôm qua anh đã làm gì? 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 Năm ngoái anh đã bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam à? Năm ngoái, anh đã bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam à? Năm ngoái anh đã bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam à? Năm ngoái, anh đã bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam à? Năm ngoái anh đã bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam à? Năm ngoái, anh đã bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam à? Lúc nãy anh đã nói gì? 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 Lúc nãy anh đã nói gì?